rất là lâu rồi, sau đó mới đi nhổ lợn nó dính hết vào như này. Rồi ok rồi. Nhờ xương mỏng dính này. Rồi. Được chưa? Kéo căng, có đây không cần phải căng miệng đâu, cứ thả lỏng người đây. Có ấy, người ta chia suốt ra, sau đó để ghép ở đây cho cái xương nó, sau này nó dày lại, chứ nó bị tiêu hết xương như này. Chí chưa có. Rồi ok, nói lấy chồng cái nào. Thịt ngay. Bộ lông này. Ok. Hết cỡ nữa. Có hết cỡ. Sao có xăm này. Kéo mua nó xuống đi. Rồi ok.